Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở trước một hàng cây hoa anh đào. Bây giờ ở Hàn Quốc đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở rất là rực rỡ. Đây là hoa mới lở từ đầu tuần. Bây giờ ở Hàn Quốc chỗ nào có hoa anh đào nở rất là rực rỡ nhé các bạn. Đường cây hoa anh đào này ở đường khu công nghiệp. Bây giờ hiện tại mình đang đi làm về. Tiện thể mình quay lại một đoạn video cho các bạn xem. Hàn Quốc họ trồng rất là nhiều hoa anh đào. Bây giờ đang là lập xuân nên hoa anh đào nở đầu tiên rồi. Cái đường này thuộc đường của khu công nghiệp. Xem bên kia mình quay cho các bạn xem. Đây chỉ là một con đường ở trong khu công nghiệp thôi các bạn. Đến cuối tuần mình nghỉ làm, mình đi đến những cái chỗ lễ hội tổ chức hoa anh đào thì rất là đẹp, rất là đông vui các bạn nhé. Đây là những công nhân nghỉ trưa đang đi dạo ngắm hoa. Hoa anh đào này chỉ lở trong vòng 2 tuần thôi các bạn nhé. Đây là nó mới lở từ đầu tuần đến hết tuần sau là nó có thể tàn. Chỉ là 2 tuần thôi. Ở chỗ mình ở là thời tiết nó hơi nóng nên nó lở sớm. Còn ở trên Seoul, Hàn Quốc thì nó lở muộn hơn, thì khoảng hết tuần sau mới lở, bắt đầu từ cuối tuần sau bắt đầu mới lở. Ở phía bên kia là nhà máy nhé các bạn nhé, nhà máy ở khu công nghiệp. Hoa đang lở rỡ.
Mình sẽ quay cận cảnh hoa cho em. Rất nhiều ong đến hút mật đúng không? Mận thì sao? Đi lên đây mình quay cho các bạn xem này. Là rực rỡ nhá. Úi, các bạn nhìn xem. Hoa là rực rỡ nhá các bạn nhé. Chào các bạn, bây giờ mình đang đứng ở trước một dãy hoa anh đào. Bây giờ Hàn Quốc đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở rất là nhiều. Chỗ mình đứng là con đường của khu công nghiệp. Trên đường đi làm về tiện thể mình quay lại cho các bạn này xem. Bây giờ mình đi vào trong cái đường hầm này nhá, đường hầm hoa anh đào. Đấy, các bạn xem. Bây giờ đang là mùa xuân nên hoa anh đào là rực rỡ. Ở Hàn Quốc có rất nhiều hoa anh đào. Và đây chỉ là một con đường của khu công nghiệp thôi các bạn. Đến cuối tuần nếu mà mình nghỉ làm thì mình đi lễ hội hoa anh đào thì rất là đẹp. Ở Hàn Quốc có rất nhiều lễ hội hoa anh đào vào mùa này.
trong cuối tuần này mình lại tuần sau là ở Seoul hay là ở Busan hay là những cái thành các thành phố lớn, cả cả những thành phố nhỏ đấy, ở đâu cũng có lễ hội hoa anh đào. Nên mùa xuân ở Hàn Quốc là hoa anh đào rất là nhiều. Các bạn ở Việt Nam sang Hàn Quốc bây giờ thì thỏa sức mà ngắm hoa anh đào, đâu có, ở Hàn Quốc chỗ nào cũng có hoa anh đào. Hồi xưa ở nhà thì cứ tưởng là ở Nhật Bản mới nhiều hoa anh đào, nhưng mà Hàn Quốc rất là nhiều, mọi dòng khắp nơi chỗ nào cũng có. Có những nơi mà họ dòng ở trong thành phố mà cũng cả mấy cây số toàn là hoa anh đào thôi.